Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay tranh thủ một lúc rỗi rãi, tôi làm một clip để lại gặp gỡ giao lưu cùng các bạn. Clip này tôi sẽ báo giá cho các bạn một cái tuyệt phẩm, cái đầu băng cối mới về. Và trước mắt như các bạn quan sát là rất là nhiều đầu băng cối. Thế nhưng mà tôi hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn và cũng là báo giá luôn cho các bạn một tuyệt phẩm đầu băng cối. Đó là chiếc đầu băng cối Tech A3300SX như phía trước màn hình các bạn đang xem. Thế là trước khi vào báo giá cũng như là quay chi tiết chiếc đầu băng cối thì tôi xin quay hai số điện thoại để các bạn có thể liên lạc và cũng như là giao lưu của chúng tôi. Đây là hai số điện thoại mà cửa hàng chúng tôi vẫn dùng. Số thứ nhất là 0982760098 và số thứ hai là 0971760098. Còn bạn nào có điều kiện tìm về địa chỉ của chúng tôi là trung tâm điện tử Hữu Thuấn, có địa chỉ là cầu Ràm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hôm nay tôi sẽ làm clip này bên cửa hàng số 1 cho nên nó sẽ không nhiều dàn âm thanh như ở cửa hàng số 2 hàng ngày các bạn cùng xem. Và chủ yếu ở bên này thì tôi sẽ báo giá cũng như là thông báo với các bạn về những dòng âm thanh bài cỏ. Thế để không mất thời gian của các bạn thì các bạn lưu lại hai số điện thoại 0982 760098 và 0971 760098. Hai số này đều có Zalo để các bạn kết nối. Khi các bạn cần thì chúng tôi sẽ kết nối Zalo với hình ảnh cũng như dữ liệu để thông báo cho các bạn cho nó dễ hơn. Để không mất thời gian các bạn thì tôi sẽ quay chi tiết một chiếc đầu băng cối mới về, được gọi là tuyệt phẩm vì nó rất là mới và rất là đẹp. Để còn trong nhà thì cũng rất là nhiều đầu băng cối đây các bạn cùng quan sát này, rất là nhiều. Để tí nữa lần lượt tôi trước khi mà đi báo giá những chiếc đầu băng cối kia hoặc những cái dàn âm thanh ví dụ như loa hoặc là âm ly như này thì tôi sẽ quay chi tiết chiếc đầu băng cối mới về đây. Vâng, tại vị trí này là tôi đang quay chiếc đầu băng cối Tech A3300SX. Chiếc đầu này mới về. Tại sao được gọi là tuyệt phẩm? Vì cái đầu này nó mới. Thực chất như cũng có nhiều bạn hỏi là nó đáng giá và đáng bao nhiêu phần trăm, chín mấy phần trăm thì cái này cũng rất khó bởi vì nó là hàng cũ, hàng bãi cho nên là bạn nào thích thì bỏ nó 99%, nếu bạn nào không thích bạn bỏ 10% thì cũng chả có cái thước đo lường nào được. Thế bây giờ tôi chỉ biết quay một chiếc đầu mới về là không xuất sát nguyên zin nguyên bản, tức là còn nguyên từ ở hàng bãi của Nhật mang về. Thì đây tôi sẽ quay chi tiết luôn cho các bạn xem. Trước hết tôi quay mà phần phía mặt này các bạn như quan sát này, tôi cũng chưa lau chùi gì về, một cái là tôi bóc và tôi lau bởi vì là cũng có một số bạn là đã điện cho tôi bảo là muốn xem chiếc đầu băng cối A3300SX đây. Thì tôi quay cho các bạn, đầu này được đi với hai chiếc khúc zin đây và có chiếc tách ở trong rất là đẹp. Đây các bạn là nhìn những phần lún nút của nó này, từ những phần mạ nhôm, tức là tôi để ngược ánh sáng cho nên nó có những cái phản quang và các bạn trông rất là lò lóa có chịu đúng không, nhưng vì nó mới cho nên là nó không xuất sắc, nó phản ánh được đúng những cái của nó. Đây các bạn quan sát các lún nút này rất là đẹp, chữ này mic line in này rồi output này. Đấy, các cái lún nút này, các cái cần gạt nó cực mới luôn các bạn. Hai đồng hồ còn trong phao, các cái phím nhựa các bạn quan sát, các phím bấm chưa hề bị bạc, chưa hề dính tay. Và đây là những cái trục quay của nó này, hoặc bánh tì này, các bạn xem rất là mới. Thế trước khi quay luôn cái này thì tôi tháo phần đầu từ tôi quay cho các bạn để đáp ứng đây là chữ tích này, tôi bỏ cái ốc này ra và tôi đã vặn sẵn này. Đây, tôi quay luôn cho các bạn cái đầu từ. Nó còn nguyên tất cả những cái chấm sơn của nó. Đó, cho nên các bạn quay tôi nghĩ các bạn quan sát nhé. Cực kỳ là mới, nó đè hẳn cái tích ở trong đầu từ đây này. Các cái sơn để đánh dấu các định vị của đầu từ vẫn còn nguyên. Nếu như chiếc đầu từ nào thay rồi hoặc có vấn đề thì người ta cân chỉnh rồi thì các bạn sẽ mất những cái dấu vết sơn này. Ở đây các bạn quan sát những cái trục cắt tăng của nó này, rất là đẹp bóng. Đấy, các cái phím bấm này, chữ nghĩa. Quá đẹp không các bạn? Đây là phía đằng trước và hai cái hồi gỗ của nó, các bạn xem này, trên lóc của nó thì thôi, không phải bàn gì, lóc của nó thì cực mới rồi. Đây, tôi sẽ quay hồi gỗ này, các bạn quan sát nguyên zin nguyên bản của nó. Thế bây giờ tôi sẽ xoay chiếc đầu này để quay phía đằng sau để các bạn quan sát. Vâng, và đây là phía đằng sau của máy đây, tôi quay luôn cho các bạn này. Đây, các bạn nghe đây nó ngược ánh sáng này, các bạn trông từ chữ luôn, giờ hoặc các rác AV các bạn trông nó sáng choang, nó gần như mới này. Nhựa của nó màu đỏ tươi, tức là đỏ vẫn đỏ, trắng vẫn trắng này. Đấy, các chữ nó này. Đấy, thế phía đằng sau nó là luôn này. Đó.
AC 100V, điện điện AC là 100V, tức là cái này nó sản xuất trong nước. Đấy. Tem viết còn nguyên zin nguyên bản rất là đẹp các bạn, qua san. Tech A6300SX, rất là đẹp. Made in Japan, 108W. Thế bây giờ tôi chỉ việc bỏ cái khóa này ra để tôi quay cho các bạn xem cái phần vì đây tôi đã tháo ốc để cho các bạn xem cái ruột gan. Đầu tiên tôi quay phía bên trên trước này. Đấy, các bạn quan sát này. Cực kỳ là mới luôn các bạn ơi, không có một cái vết xước gì nữa. Máy móc sang choang, quay rất chậm. Quá mới rồi các bạn. Tiếp tục, tôi quay xuống phía máy này. Đấy, các bạn trông cái biến áp của nó vẫn còn chờ cái giấy dán cho tách đẹp được. Rồi, sắt xi của loa này các bạn trông là 7 màu, óng ánh rất là đẹp. Tên chữ motor. Đấy, gần như cái này theo tôi nghĩ là bên Nhật hình như nó không chạy này. Các bạn trông nó còn cái cánh quạt của nó còn trong veo này. Quá mới không các bạn. Đấy, sắt xi 7 màu bằng óng ánh máy trong này. Không một vết chảy xước, không một lốt hàn. Quá đẹp phải không các bạn? Đây là toàn bộ phía bên sau. À, tôi quay xa cho các bạn xem rồi. Quá đẹp luôn. Thế bây giờ là tôi đã quay xong cho các bạn phần đằng trước, phần đằng sau, hình thức rồi máy móc đây. Quay một lần nữa cho các bạn nhìn các cái phên máy của nó này. Thì bây giờ tôi sẽ lại lắp chiếc đầu vào và tôi sẽ test qua một cái băng để cho các bạn nghe thử âm thanh của nó. Thế trước khi mà test thử cái âm thanh của nó thì tôi tranh thủ tôi sẽ đi báo giá những chiếc đầu liên quan đến hệ thống âm thanh hôm nay. Đầu tiên tôi báo giá cho các bạn chiếc đầu Akai. Đây là chiếc đầu Akai 635D. Đấy, màu trắng. Loại này của tôi là cái đầu này nó còn nguyên số hộp. Còn nguyên số hộp đây thì số hộp của nó đây. Đấy, tôi bày cho các bạn. Và với tình trạng còn nguyên số hộp đây. Số hộp đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy, tôi giở luôn số hộp của nó ra cho các bạn xem nhá. Đây, đây là số hộp của nó này. À, các bạn quan sát. Còn nguyên cả cái lý lịch hồ sơ này, chúng tôi cứ gọi giấy khai sinh này. À, giấy khai sinh này. Đây là túi bảo vệ của nó này, còn nguyên chữ Nhật này. Nguyên lồng của nguyên chữ Nhật. Tức là chiếc đầu này là chúng tôi mua theo hàng eBay và các bạn gọi là đường đấu giá của các cái siêu thị Nhật Bản đấy, đồ cũ của Nhật Bản đấy. Đây là chiếc đầu Akai 635D này đầu tiên. Thì chiếc đầu này là tất cả các chức năng hoạt động rất tốt, mặt mũi rất là đẹp. Đây, tôi quay gần cho các bạn để các bạn chiêm ngưỡng. Cực đẹp không các bạn này, từ những cái lúm núm của nó các bạn trông nó tia này, quá đẹp. Đấy, không hề xuất sắc gì, quá đẹp, đồng hồ trắng phau. Các cái chữ nghĩa trên cái mũi của nó cũng đẹp. Và tôi đã test rồi, chạy máy móc ở trong thì tôi bảo đảm các bạn là mới nguyên. Tức là khi nào bạn nào mà muốn sở hữu cái đầu nào thì tôi sẽ gửi hình ảnh cũng như quay video tôi gửi cho các bạn về ruột gan máy móc. Vì hôm nay tôi chủ yếu là tôi test con 3300. Vậy thì chiếc đầu này của tôi là nó cũng được sản xuất tại nước Nhật và nó dùng trong Nhật, cho đất nước Nhật thì nó điện áp của nó 100V. Và cũng giới thiệu luôn các bạn đây là đầu nút đỏ nhé, nút đỏ. Thế nhiều bạn có hỏi tôi là nút đỏ hay nút đen hay thì tôi giải thích luôn này. Thực chất tôi nghe hai cái đầu nút đỏ và nút đen thì chả cái nào hay hơn cái nào. Nhưng có điều là trên thị trường thì cái nút đỏ là nó đắt hơn thì tôi chỉ biết là bán đắt hơn, chứ còn nhiều bạn bảo là nút đỏ nó hay hơn nút đen thì cái điều đó tôi chưa xác nhận được, vì tôi nghe thì chưa thấy có cái gì là cái sáng sủa hơn cả. Vậy thì chiếc đầu mà còn nguyên số hộp về theo đường EMI này thì tôi báo giá cho các bạn là 47 triệu, có kèm theo hai cái húp zin của nó này, húp zin đi kèm luôn. 47 triệu kèm theo hai cái húp zin, không có băng nhé các bạn nhé, tôi nói luôn là không có băng. Tiếp theo con 747 thì tôi quay cho các bạn ngay bên cạnh đây là chiếc đầu Tech A6300. Cái đầu A6300 này thì nó rất là đồ cổ, nó đẹp rồi và nó nổi tiếng trong hàng Tech. Các bạn quan sát cũng rất là mới và đẹp, chữ nghĩa rất là đẹp, không xuất sát, các cái phím bấm không mờ ám một chút nào, các cái mạ phay của nó cũng gần như là sáng choang. Đồng hồ riếc còn rất là đẹp mới, các nút bấm mặt phay cực đẹp. Và tôi cũng đang test
chiếc đầu lầy của tôi chạy hoàn hảo và đầu lầy cũng chạy điện 110. Và các bạn nên nhớ chiếc đầu lầy là đầu 4 check, nó auto reverse, tức là nó chạy được hai chiều băng, chiều băng đi chiều băng lại. Nó cũng giống như cái đầu Akai bên này, tức là có hàng auto reverse. À, thì tôi quay rất chậm cho các bạn. Thế chiếc đầu tích 6300 nó đẹp, nó này máy ở trong tôi cam kết với các bạn là chưa động hề cái gì và sáng choang như con 3300 ở đây. Thì tôi báo giá luôn cho các bạn là chiếc đầu tích này nó có giá là 18 triệu 500 mới biết đẹp đẹp. Lần trước tôi cũng có một cái như này tôi bán nhưng nó chỉ có 15 triệu 500, thế nên nó không thể đẹp được như con này. Con này nó long lanh, nó gần như mới đập hộp. Tiếp theo trên này tôi lại báo giá cho các bạn, đây lại là một chiếc đầu Akai 635D. Chiếc đầu này của tôi là hàng bãi, nó không có số hộp đây, và cũng có nút đỏ này các bạn nhé, cũng nút đỏ này, đỏ các bạn, có bạn thì gọi nút cam, đỏ thì cái này là quyền của các bạn. À, và con này cũng chạy điện 100V, tức là sản xuất tại đất nước Nhật và dùng nội địa cho người Nhật, thì điện áp nó là 100V. Và chiếc đầu này tôi cũng quay gần luôn cho các bạn, nó cực đẹp đây. Bởi vì tôi quay được ánh sáng cho nên các bạn nhìn nó phản chiếu rất là khó chịu đúng không? Thế nhưng tôi vẫn quay gần vào để phản ánh được cái chất lượng của con đầu này. Đấy, và tôi cũng đang test, đang quay đây. Đấy, như các bạn quan sát nhé, rất là đẹp. Chiếc đầu bãi này với chất lượng và hình thức như thế này thì báo giá cho các bạn nó là 38 triệu, 38 triệu các bạn nhé, 38 triệu. Quá rẻ phải không các bạn, một chiếc đầu bãi ít khi các bạn gặp mà nó lại rẻ thế được. Tiếp theo sang bên đây tôi lại quay tiếp cho các bạn, đây lại một chiếc đầu Akai 635D nữa. Vâng, con này cũng là hàng bãi luôn chứ không phải là hàng số 1. Nhưng con này mà so với cái con vừa nãy ở trên này thì nó đẹp hơn rất nhiều các bạn ơi. À, cái con này cũng đã là đẹp nhưng mà so với con này thì con này đẹp hơn rất nhiều. Đây tôi lại quay gần cho các bạn. Các bạn trông từ những cái lúm của nó tia này, bạn trông. Đó. Thế nhưng cái con ở trên này tôi lại quay cho lúm cho các bạn. Nếu như các bạn đến đây thì nó dễ nhìn nhận đúng không? Đấy, thế cái con này thì nó chỉ được như này thôi. Đó. Đây tôi lại quay con dưới này thì các bạn quan sát này. Đấy, là ông ánh nó tia này. Đấy, vậy nên cái đầu này của nó phải đẹp hơn các phím bấm này các bạn quan sát. Đấy, cái mũi của nó các bạn trông nhá, rất là đẹp. Đồng hồ, đúng không? Mặt phay của nó các bạn trông, nó còn nguyên những cái đường xước ngang của nó rất là đẹp. Con đầu này của tôi cũng nút đỏ các bạn, nút đỏ này. Nút đỏ. Cũng hàng 4 check auto reverse. Và con này thì độ mới của nó là nó ngang tầm với con số hộp rồi. Con này của tôi nó ngang tầm con số hộp. Và nên tôi đã quay con số hộp, cẩn thận các bạn, nhưng con này nó mới ngang tầm con số hộp, nó không như con trên. Vậy thì con đầu nó đẹp như này thì tôi cũng báo giá luôn cho các bạn là nó giá 43 triệu 500. Và nó cũng đi kèm theo hai cái húp xịn luôn, 43 triệu 500 kèm hai húp xịn không có băng. Tôi thông báo rất rõ nhiều bạn trước kia xem những cái clip tôi đấy, tôi cũng thông báo rất rõ cho các bạn cứ gọi điện đến là nó có băng hay không. Tôi đang quay các cái bên trái và trên nóc con này. Như vậy là tôi đã báo giá xong cho các bạn là 1, 2, 3, 4 con đầu hiện tại. Thế bây giờ ra đây tôi sẽ báo tiếp cho các bạn một con đầu nữa. Con này thì nó hiếm quá. Đấy, các bạn trông màu nó đã khác rồi. Vâng, đây cũng là con đầu Akai 635D. Loại này của tôi cũng 4 check auto reverse. Nhưng con này là màu lòng súng. Nhiều bạn gọi là màu, có bạn gọi màu lông chuột. À, nhưng nhiều bạn gọi đen là sai, đen thì nó phải như trên cái mũi này thì đen này, thế nhưng khi cái thân đầu này nó lại không đẹp này, hoặc cái lúm nó đen, rất là đẹp các bạn xem mới. Đây, con đầu này thì các bạn trông mê mệt luôn, quá đẹp đó. Đồng hồ đang nháy, tôi đang test các chữ nghĩa này, các bạn quan sát đấy, tôi quay rất gần, quay rất chậm để các bạn quan sát. Đấy, các cái lúm vặn của nó các bạn trông nó tia này như ánh sáng mặt trời. Đấy, cái mũi của nó các bạn trông chữ nổi chưa? Chính những con đầu này tôi trông tôi lại rất là quý, bởi vì trông nó sắc nét mà nó khỏe hơn con đầu trắng. Thế nhưng trên thị trường thì giá nó lại rẻ. Và con này cũng điện 100V mà máy móc tôi phải bảo đảm cho các bạn nguyên zin. Khi nào các bạn mua hoặc là có tư vấn thì tôi lại chụp ảnh máy móc gửi cho các bạn. Và một con đầu Akai 635D màu lòng súng như thế này, và nó đẹp gần như giống như cái con trắng vào đấy. Thế nhưng mà cái màu này nó rẻ. Vậy thì con đầu này nó chỉ có giá 36 triệu các bạn nhé, cũng đi kèm theo đôi húp xịn và không có băng.
Thế nhiều bạn nói cái húp thì nó đáng gì, nhưng nếu như các bạn đi mua những cái húp xịn này trên thị trường thì nó rơi vào cỡ khoảng 1,8 triệu đến 2 triệu, nếu húp của đẹp 2 triệu. Thế còn các bạn mua những cái húp như này của Việt Nam làm thì nó cũng chỉ 500-600 nghìn, thì cái đó thì nhiều bạn là không nghĩ ra là bọn húp nó đáng gì. Thì đấy là tôi thông báo luôn. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái dòng loa này. Bên đây là tôi để rất nhiều loa để nghe nhạc ra. Và tôi giới thiệu, tôi bóc cái căng này, tôi giới thiệu cho các bạn đây là những cái dòng loa chuyên để nghe bằng cối. Đây, tại vị trí này tôi đang giới thiệu các bạn đây là đôi loa PL CS88A màng FB. Như các bạn quan sát, loa này hiện nay tôi đang có 2 đôi và phía này 1 đôi. Đấy, đây là 2 đôi. Thì đây là tôi quay hình thức cho các bạn xem. Đôi loa PL CS88A màng FB này, thì 2 đôi này nó còn nguyên zin nguyên bản. Thế nhưng mà các gân của loa tép, các bạn ấy, gân loa tép tôi đã thay hết cho các bạn này. Đấy, tôi thay gần như gân xịn luôn các bạn này. Đấy, loa tép nhá. Đấy, rất là đẹp. Đây cũng vậy. Và đôi dưới đây cũng vậy. Thế còn bạn nào, bạn nào mà thích mua những cái đôi loa này mà còn nguyên gân của nó, tức là tất cả những dòng loa 77, 88, 99 thì nó đều là gân loa, nó đều là mục rũa, nó vỡ hết rồi, nó vẫn nói được bình thường, nhưng mà trông nó cái hình thức của nó thì nó cũng hơi phản cảm đi. Nhưng trên thị trường thì cũng có nhiều bạn lại mua nguyên cái như thế để về dùng. Thì nếu bạn nào mà cần mua những đôi loa còn nguyên zin tôi cũng có. Thế và trên tại cửa hàng này thì tôi báo giá luôn cho bạn đây đôi lưỡi này. Đây, tôi sẽ bỏ cái căng và tôi quay cho các bạn đấy nhá. Bên đây một cái nữa. Đó. Thì hiện tại là tôi đang có, hiện tại ở bên cửa hàng số 1 này tôi đang có 2 đôi, tức là tôi đã thay gân và làm cho các bạn thật đẹp rồi. Và 2 đôi này tôi báo giá cho các bạn là 27 và 26 triệu 500 một đôi. Tức là trong 2 đôi này là một đôi 26 triệu 500, thì bây giờ tôi không nhớ đôi nào, tức là nó hơi xấu một chút thôi đấy. Và một đôi là 27 triệu. À, đây là tôi báo giá luôn cho các bạn về dòng loa này. Thế để phối ghép với những cái dòng loa này thì các bạn có thể sử dụng những chiếc âm ly như sau. Hiện nay tôi đang ngồi trước 2 chiếc âm ly. Đầu tiên tôi giới thiệu các bạn con âm ly trên đã. Con âm ly trên này của tôi là dòng Pioneer 939. Con này nó chạy 8 đèn sắt, 8 con sò sắt ấy, và âm thanh của nó thì miễn chê rồi. Bạn nào mà đã chơi qua những dòng PL 939 này thì biết chất lượng âm thanh của nó, và nó bắt được cả đài, thì loại này nó bắt đài rất là trong trẻo. Và nó có cái tất cả các cái phím để chỉnh bát tép, nó đều có 2 cái giải tần, tức là nó cắt được giải tần cao và giải tần thấp cho bát và tép này. Đấy. Rất đẹp phải không các bạn? Con âm ly này của chúng tôi cũng còn nguyên zin nguyên bản. À, một nó chỉ có một cái này, nó báo giá cho các bạn là 18 triệu 500. PL loại này là chạy điện 100V. Tiếp theo bên dưới các bạn nhìn thế này là các bạn đã biết nó là dòng âm ly gì rồi. Hiện nay tôi đang quay và giới thiệu báo giá cho các bạn, đây là chiếc Ampli Sansui 8080DB các bạn nhé, DB. Và con này của tôi là sắt si, ruột của nó là màu vàng, tức là gọi là 7 màu, ông anh bảo ông anh ở trong. À, đời này thì nó có con màu trắng, tức là ruột của nó màu trắng. Màu trắng thì nó rẻ hơn con này được 1,5 triệu. Đấy, và đây tôi quay luôn cho các bạn, rất là đẹp này. Quay rất chậm, đèn sáng chữ nghĩa rất là đẹp, các phím bấm lún mặn của nó còn rất là đẹp, nó không bị mốc mác, không bị sơn sát gì. Tôi quay rất chậm để các bạn chiêm ngưỡng. Con âm ly này của tôi nó là hàng xuất, đây tôi quay cái model của nó cho các bạn xem này. Đấy, 8080DB. Nó là hàng xuất cho nên điện của nó là chạy điện từ 100 đến 240V. Và chiếc âm ly này cũng duy nhất chỉ có một cái, bảo đảm các bạn nguyên zin nguyên bản, mới tới trên 90% ruột gan. Tôi bảo lãnh cho các bạn như vậy. Thì chiếc âm ly này nó có giá 35 triệu 500. 35 triệu 500. Như vậy là tôi đã báo giá xong cho các bạn là toàn bộ cái khu vực ở ngoài này. Đó, các bạn nhớ nhá. Thế bây giờ tiếp theo đây thì tôi lại báo giá tiếp cho các bạn những chiếc dòng âm ly nó thuộc cái dòng tên tuổi đây. Tôi đang quay cho các bạn đây là 2 chiếc Ampli Sansui. Đấy. Đều là dòng Decat. Con trên tôi đang quay cho các bạn đây là Sansui 707 X Decat. Con này thì các bạn biết rồi, nó chạy 8 con đèn sắt, công suất cực khỏe, âm thanh thì nó miễn chê. Và con này cũng còn nguyên zin nguyên bản. Đấy. Lóc nước này tôi chưa lau đấy nhé các bạn, cho nó bụi này. Đấy, chưa lau. Ruột gan thì tôi sẽ bảo lãnh cho các bạn là qua Zalo, hoặc là các bạn nào đến
để xem thì nó rất là dễ. Và con này là đời chỉ vàng các bạn này, đời chỉ vàng. Con Omni 707 an 707X được két này hiện nay là chạy rất là bảo đảm an toàn, tôi đã test rồi và nó mới nó đẹp như này thì báo giá cho các bạn là 11.800, 11.800. Tiếp theo đi xuống bên dưới là con Ampli 607X đẹp cáp, tức là đời này nó thấp hơn đời trên một chút. Đây tôi quay chậm để các bạn quan sát này, rất là đẹp. Cái này thì tất nhiên là về các bạn phải tân trang một chút, tức là cho tí dầu tây vào lau. Nhưng đây là tôi mới về tôi chưa kịp lau thì tôi cứ quay lên và báo giá luôn các bạn. Đấy, hồi gỗ rất là đẹp đây, các bạn tôi quay cái hồi gỗ này. Đấy, hai dòng. Con 707 thì cái hồi gỗ của nó không đẹp bằng như con 607 đây, các bạn quan sát đấy. Đấy. Và cũng báo giá luôn cho con Mi 607 XDCAT này cũng chạy điện 100V. Con Mi XDCAT này nó đánh các loại loa bass từ 25 trở lên đến bass 40. Con 707 cũng vậy, đánh rất khỏe và âm thanh này thì rất hay rồi, các bạn biết rồi. Báo giá luôn cho các bạn con 607 9.500, 9.500. Các bạn nhớ nhá, tức là con trên, con dưới tôi báo giá rồi. Thế khi các bạn nắm được giá rồi thì khi các bạn gửi vào Zalo nó dễ. Tiếp theo những cái dòng âm ly này thì tôi lại ghép với đôi loa dưới đây. Đây tôi đang quay cho các bạn, đây là đôi loa tôi móc e căng để cho nó dễ giới thiệu. Thì đây là đôi loa Pioneer S180A. Hiện nay tôi đang có hai đôi, bên cửa hàng số 1 này một đôi và bên cửa hàng số 2 cũng có một đôi. Thế và cũng nói luôn cho các bạn là những đôi loa này nó đều còn nguyên zin nguyên bản, duy nhất là cũng bị thay gân của loa bass. Bạn nào mà chơi những cái dòng này thì biết rồi, là cái màng bass của nó là màng giấy tạo sóng cho nên âm thanh nó tiếng bass nó rất là hay. Và đặc biệt cái dòng này nó chạy đây các bạn cứ gọi là tép đôm này. Loại này thì tiếng tép của nó mềm. Nói chung dòng Pioneer 180A nó dòng dân dã và nó hay, nó đứng đầu rồi. Nếu cùng tầm tiền nó, bass của nó là 30 và hình thức nó rất đẹp. Thì tôi cũng nói luôn cho các bạn, đây là đôi này nó là đôi một vế, tức là khi hàng gửi về nó bị trùng vế thì đôi này nó vẫn mới nguyên như này nhưng nó rẻ hơn, vì ở bên cửa hàng số 2 tôi để một đôi như này nhưng nó lại đúng vế của nó. Thì hai đôi nó có giá là 24, xin lỗi các bạn, là đôi bên này nó có 23 triệu. Đấy, nhưng cái đôi Pioneer mà cũng như thế này, nó mới như này để bên cửa hàng số 2 đấy, hôm nào tôi cầm, nếu như chưa bán thì tôi cầm về đây tôi quay thì các bạn biết rồi. Thì cái đôi cùng vế nó đắt hơn đôi này, tức là đôi đấy bây giờ tôi đang bán 24.500, còn đôi này thì 23 triệu, nó trùng vế đấy. Tôi cứ quay là tôi nói là chính xác là trùng vế, các bạn nhìn này, tức là nó là cùng một phía trông nó xấu, còn nếu như đúng loa của nó thì nó lại lật vế lên nó đẹp. À, như vậy thì các bạn có thể ghép những cái dòng âm ly 607 này, 707 đề cát này với những dòng loa này thì rất hay. Thế hoặc cũng có thể các bạn ghép 607, 707 với những cái dòng là Pioneer 88A này. Đấy, thì các bạn ghép vào nó cũng rất là hay. Đấy, như vậy là tôi đã báo giá xong cho các bạn toàn bộ những cái hệ thống âm thanh về loa ở bên này. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ báo giá cho các bạn về phần đài. Chiếc đài Toshiba này tôi đã ế từ rất lâu, và cùng với đợt 15 con đài 307 thì 15 con đài 307 tôi bán hết rồi. Bây giờ chỉ còn đọc lại mỗi con Toshiba V1. Con này nó to hơn, đẹp hơn 307 nhưng vì cái tên tuổi của nó khó bán. Thế nhưng thôi bây giờ tôi cũng cứ báo giá, biết đâu có những bạn lại thích trưng bày hàng Toshiba. Con này là cắm điện 220V rồi và loại này nó có giá là 20 triệu rồi các bạn. Đáng nhẽ ra là phải đắt hơn 307 nhưng 307 thì tôi lại bán hết rồi, cho nên con này còn thế thì tôi cũng lên giá như vậy để báo các bạn. Thế tiếp theo tôi sẽ báo giá cho các bạn một chiếc đài nữa là mới về. Đây là một chiếc QT88 đây. Tôi đặt luôn lên đây tôi quay các bạn. Đây là chiếc QT88 mới về trong tình trạng nguyên zin nguyên bản luôn. Tôi quay rất gần vào để các bạn quan sát. Cực đẹp. Các cái phím bấm nhá. Đấy, tôi lấy led vì nó quay bằng điện thoại thì nó không để chính xác như cái máy quay, nhưng tôi cố gắng tôi lấy led cho các bạn. Quá đẹp phải không các bạn? Và các chức năng hoạt động tốt, hai cửa băng chạy tốt và đồng thời radio cũng bắt rất tốt. Đây là cửa băng, tôi sẽ bật ra để cho các bạn nhìn cái đầu từ của nó, các bạn biết được nó đẹp mức nào. Đấy, chữ nghĩa nó thế này, đỏ tươi. Tối quá cái này không nhìn cái đầu từ bên trong, tôi bỏ băng lên. Đây các bạn quan sát này, đầu từ còn mới trắng này. Đấy, đầu từ zin nguyên. Hai cái đầu từ của hai hốc băng rất là đẹp.
chiếc đài VT88 này nó là hàng nội địa cho nên nó đã chạy điện 100W các bạn nhé, nó chạy điện 100W. Và tôi cũng báo giá luôn cho các bạn, chiếc đài QT này hiện nay đang bán với cái giá 20 triệu đồng. Rất đẹp, rất rẻ nó các bạn, mua về và trưng bày thì đúng là ôi ôi, nó tươi tươi nói trong nhà. Thế và trên đây tôi báo giá luôn cho các bạn là vấn đề đông đồ phòng khối, thì bây giờ tôi báo luôn đôi loa này. Hiện nay tôi báo giá cho các bạn đôi loa này, đó là đôi để bày nó đẹp. Đó là dòng PLX5 này, nó loa nó có dạng hình trụ, âm thanh nó tỏa ra bốn chu quanh cho nên nó lại có cái hay của nó. Và các bạn bày với những chiếc đầu băng cối và những chiếc âm ly đèn thì âm ly có băng đài thì nó cực là cực là đẹp luôn. Đây tôi đứng xa tôi quay cho các bạn xem, giá này rất hợp lý. Các bạn bày như này thì đấy, trong nhà các bạn cảm tưởng bày một đầu băng cối và hai cái loa như này thì cực đẹp. Báo giá các bạn đôi loa này nó có 10 triệu 500, rất là đẹp, rất là hay, thì giá lại rẻ. Tiếp theo ra tới đây tôi sẽ quay và báo giá cho các bạn những cái dòng loa được gọi là mệnh danh công suất cao, nghe hay, bài đẹp, hát karaoke tốt, chịu được lực của karaoke. Thì đây tôi sẽ quay cho các bạn, đây là dòng loa Sequin Vega của Mỹ. Sequin Vega của Mỹ thì tôi rất là nhiều, bên cửa hàng số 2 thì hiện nay tôi có tới gần chục đôi loa Sequin đủ các loại. Thế nhưng bây giờ tôi để bên đây là một đôi mà tôi đang quay các bạn, đây là đôi VS150. VS150 này nó sở hữu một bát 40, một chung giấy, một tép đôm. Loại này thì cũng phải thay gân rồi các bạn, tức là tôi đã thay gân và thay gân rất là đẹp, thay gân gần như là gân loại tốt đẹp. Tôi gọi đây quay ra ngày sáng này các bạn trông gần rất là đẹp ha. Thế nếu như qua bạn tôi là thấy hôm là có một bạn là gọi điện đến cho tôi bảo là loa của anh cứ thay gần hết rồi em cũng mua, nhưng các bạn nên nói như thế vẫn là một chuyện. Các bạn thử xem tất cả những dòng loa Mỹ mà không thay gân, nó bằng cao su mấy chục lần nó mún rồi, thì tôi nói các bạn là bỏ gân xịt thì tôi cũng đến chịu. Thì đây một đôi loa nó đẹp như này, báo giá cho, tức là bên cả bên kia cũng còn một đôi, thì đôi bên này nó đẹp như này, báo giá cho các bạn nó là 25 triệu 500. Thế còn cái đôi bên kia thì nó không đẹp bằng như này thì chắc chắn là giá nó sẽ giảm đi. Nhưng đây là tôi chỉ đang biết báo giá cái đôi bên cảng số 1 thôi, còn cảng số 2 thì lúc nào tôi quay bên đó tôi sẽ giới thiệu các bạn. Tiếp theo để phối ghép với những dòng loa Sequin Vega của Mỹ này, các bạn nghe được, hát được, nghe nhạc cực hay, hát chịu được tốt, thì các bạn nên phối với những dòng như này. Đây ví dụ như tôi phối ghép này là thành những bộ karaoke rất là tuyệt vời. Dưới cùng là chiếc ampli, đây là chiếc ampli đèn lông 890DG màu vàng gold, có hai hồi gỗ. Loại này thì nó cắm điện 220V rất là khỏe, thì nó chạy với những dòng loa này rất hay. Thì tiện thể tôi báo giá chiếc đèn lông này là 18 triệu 500, màu vàng gold rất đẹp còn mới. Tôi quay rất chậm tôi báo giá các bạn nhá. Đây thế và để hát karaoke thì các bạn có thể đấu ghép cho tôi thêm một chiếc vang số mới cứng JBL X6 này. Loại này bây giờ nếu mới cứng như này, mới tinh nó còn nguyên hộp ấy, loại này thì bây giờ nó là 5,5 triệu cả công setup cho các bạn, còn nếu bạn nào không setup thì nó là 5 triệu. Và trên là tôi đấu với chiếc một bộ micro 8080 xịn của Mỹ, và nếu bạn nào cần thiết thì tao có thể đấu thêm những cái dòng là lân tiếng mà. Thì đây là tôi báo cáo các bạn, nếu bạn nào muốn chuyển đổi tín hiệu âm thanh ra cho hay, không chạy bằng cái tín hiệu cáp quang của con ampli này, thì các bạn chạy qua một chiếc đầu giải mã, ví dụ đây là dòng Soli này 920, dòng Soli 920 này hiện nay tôi đang bán với cái giá 6 triệu đồng để cho các bạn có thể phối như này. Nhưng nếu đã có ampli này thì các bạn nên cắm thẳng đường cáp quang của TV vào thì ampli này giải mã, còn nếu các bạn muốn hát karaoke thì các bạn nên giải mã bằng cái đầu trên. Như vậy là tôi đã báo giá tổng thể toàn bộ những mặt hàng có đang được bày ở bên càng số 1 phải làm một lần nữa. Thì bây giờ tôi sẽ tắt clip và tôi lắp ghép chiếc đầu băng cối A3300 vào và tôi test để các bạn nghe âm thanh. Thế và trước khi mà test để cho các bạn nghe âm thanh thì tôi cũng báo giá luôn cho các bạn một chiếc đầu băng cối tích A3300SX này mới đẹp như này. Quay lại hình ảnh một lần nữa cho các bạn xem. Đấy, báo giá luôn cho các bạn, giá 14 triệu, giá 14 triệu mới gần như là hộp luôn các bạn nhá. Đây, tôi quay cho bạn. Trước khi vào test những cái phần âm thanh của con này tôi lắp ghép lại thì cũng nói qua là tất cả những bạn mà chơi như đầu cối của tôi đấy thì các bạn hay nhờ mua băng lên. Thì đây, lần này là có những cái băng 10
băng 7 và nội dung thì nó cũng quanh như quần lại Thanh Tuyền rồi Chế Linh Mặc Thủy. Nghe đợt vừa rồi là tôi cũng có đặt ở trong diễn đàn một chiếc băng đời mới, tức là lấy tên là những tình khúc chọn lọc này, rất nhiều ca sĩ hát. Đây là những băng 7, băng 10, thì những cái này tôi chỉ mua hộ khách hàng thôi, chứ còn kể cả hoặc là những cái loại băng gold này, băng gold, Akai gold này, đấy, ruột vào đây, hóa này, rất là đẹp. Nếu bạn nào có nhu cầu mua băng thì tôi chỉ mua hộ thôi, những cái này thì nó không nằm ở trong cái phần kinh doanh chính của tôi. Trước khi mà lắp ghép và test âm thanh của chiếc cầu băng cối, tôi quay lại số điện thoại một lần nữa, đó là 0982760098 và 0971760098. Còn địa chỉ của chúng tôi, các bạn tìm về trung tâm điện tử Hữu Thuấn, có địa chỉ là cầu Ràm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hai số điện thoại này đều có Zalo để các bạn kết nối. Thế bây giờ tôi sẽ tắt điện thoại và lắp ghép chiếc đầu băng cối này vào và test để cho các bạn thưởng thức chất lượng âm thanh của nó. Vâng, sau khi quay chi tiết cũng như đã báo giá cho các bạn về chiếc đầu băng cối được gọi là tuyệt phẩm Tech A3300X, thì bây giờ tôi đã đấu ghép với một bộ như này, với một đôi loa 88A này và một chiếc amplifier 99. Thế bây giờ tôi mở thử cái băng để các bạn có thể là đeo tai nghe và sau đó các bạn nghe về âm thanh của chiếc đầu băng cối này. Vì điều kiện, YouTube hay đánh vào bản quyền của những bản nhạc nghe trên YouTube, cho nên mong các bạn thông cảm, tôi sẽ phải lại tắt tiếng vậy thôi. Tôi ngọt các bạn này, tôi xuôi này, cực kỳ là nhạy, nó mới, nó cứ tua phần phát này, một cuộn băng 10, tức là nó lặng như này, các bạn thấy nó tua rất là chuẩn xác. Như vậy, chiếc đầu nó quá mới phải không? Thế bây giờ là tôi đã báo giá xong, coi như là tổng kết lại là toàn bộ là những mặt hàng âm thanh thuộc thể gọi là Hoài Cổ ở bên Càng số 1 đã xong. Trước khi chấm dứt kết thúc clip thì tôi cũng quên cảm ơn tất cả các bạn thường xuyên theo dõi ủng hộ kênh một cách nhiệt tình nhất, và đồng thời cũng là có lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn theo dõi kênh cũng như là quý khách xa gần khắp mọi miền quê nước cùng gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Còn bây giờ xin chào và sẽ gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.